7 giờ sáng, những sinh viên này đang háo hức cho một chuyến đi đặc biệt. Kịch bản, loa, đài, tất cả đều đã được chuẩn bị kỹ càng. 15 sinh viên cùng giảng viên đã sẵn sàng cho chuyến đi tới trường Trung học cơ sở Tiến Xuân tại xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất. Tại đây, gần 200 học sinh cùng tham gia vào lớp học về phòng chống bạo hành gia đình, một hoạt động của chương trình giáo dục thực hành pháp luật, hay còn gọi là CLE. Chương trình này do Khoa luật Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội phát triển theo mô hình giáo dục hiện đang rất phổ biến ở Mỹ. Diễn kịch, chơi trò chơi, làm việc nhóm, nhờ đó những bài giảng về pháp luật như thế nào là bạo hành gia đình hay tuổi kết hôn hợp pháp đã trở nên dễ hiểu hơn, khiến các em học sinh vô cùng thích thú. Cách của anh chị dạy thì có rất là thành công ạ. Thứ nhất, nó vừa có sự giải trí, sự thoải mái cho em mà vẫn đưa được những cái nguồn kiến thức vào các em. Em rất mong là các anh chị sẽ đến đây nhiều lần nữa chứ không phải là một lần ạ. Bên cạnh giảng dạy cộng đồng, chương trình COE còn tổ chức đưa sinh viên tới những khu công nghiệp như thế này để tìm hiểu về những khó khăn trong pháp lý của những người công nhân tại đây. Qua đó, các sinh viên có thể đưa ra những tư vấn phù hợp. Nhóm người yếu thế như phụ nữ, trẻ em hay người lao động nghèo là đối tượng hỗ trợ chính của chương trình COE. Giảng dạy cộng đồng những ngày hôm nay thì chúng tôi muốn là thổi vào cái tâm hồn của các em, đưa vào cái đạo đức nghề luật cho các em sinh viên từ ngay trên ghế nhà trường. Họ chính là cầu nối để cho nghề luật đến đối với cộng đồng những người yếu thế mà chúng tôi hướng tới. Còn đối với những người sinh viên này, tham gia COE đã trang bị cho họ những kỹ năng cần thiết của một luật sư. Nếu như trên trường học mình đã được trang bị các kiến thức rồi, nhưng mình không thể biết rằng ai là người dùng những kiến thức đó được áp dụng như thế nào trong đời sống. Ngoài ra đó là còn những kỹ năng như kỹ năng lắng nghe, kỹ năng hỏi, đặt câu hỏi làm sao để những đối tượng, những khách hàng của mình có thể nói ra được chính những tâm tư nguyện vọng của họ. Chương trình COE đã được triển khai rộng rãi trên hầu hết các trường đại học luật tại những quốc gia như Mỹ, Anh, Canada. Và ở Việt Nam hiện nay, dưới sự hỗ trợ của UNDP, hoạt động này đã bắt đầu phát triển tại 9 trường đại học luật trên cả nước. Đưa sinh viên tới gần hơn với những người yếu thế là trao cho các em kỹ năng và trách nhiệm xã hội của một luật sư và sau đó là công lý cho cộng đồng.
Cảm ơn em mình để xem nhé. Bạo lực gia đình gây ảnh hưởng đến sự